Xin chào các bạn, tôi đang trên đường đến sinh nhật của bạn người cá Nori. Và trên xe của chúng ta gồm có người cá Tai, người cá Luna, người cá Kun và người cá Simi. Tiêu ơi, sao có một câu Tiêu nói hoài vậy? Xin chào các bạn, sao có một câu không đổi đi Tiêu ơi? Vậy Luna đổi giùm Tiêu đi. Hello các bạn đi. Rồi hello các bạn, rồi sao nữa Luna nói tiếp luôn đi. Rồi Luna đi sinh nhật Nori có đem quà tặng gì cho Nori không? Có. Quà tặng đó là gì? Đi mật vẫn là quà không biết. Ê, đừng nói nha. Đó là một sự bất ngờ nha. Và nguyên một đống quà tặng phía sau nè luôn nè các bạn nha. Có quà tặng từ bạn người cá Benjamin đến bạn người cá Nori nữa. Ủa mà sao bạn người cá Benjamin không đi vậy ta? Đây bạn người cá Benjamin bắt diễn. Nếu như mà bạn người cá Benjamin nói là cắt tóc xong á, đi trị bệnh xong rồi là Benjamin là kêu cậu hai trở lên đó luôn. Vậy luôn á hả? Ồ. Mà tại sao bạn người cá Benjamin bị bệnh? Bởi vì bạn người cá Benjamin không nghe lời tiên cá. Ba hả? Sao làm gì? Biết chuyện ba gì không? Hả? Làm người cá mà còn ăn cá. Đây trên lượng tới. Chờ chi ăn đọc lại. Ăn cá hồi nên người nổi đầy cái hộp đỏ lấm chớm như cá hồi luôn. Làm người cá chúng ta càng khỏe mạnh rồi, chúng ta còn đi ăn cá nữa. Tiêu nói hồi nãy á, phải Tiêu nói đúng không? Phải bữa nay bạn người cá Benjamin đầy đốm đỏ luôn đúng không? Tôi đã phán một câu quá chính xác mà. Người cá Benjamin á, con nói với bạn người cá Benjamin á, thầy của bạn người cá Benjamin á, thầy Hữu Tiến á nói á là bị thầy Tayo cho ăn cái gì mà nổi cục hột không à. Thầy Benjamin nói là thầy bạn đó ăn sushi, ăn cá hồi, xong rồi mẹ bạn đó nói là không phải, mà bạn nó nói là lấy thuốc á, lấy bào chế đó đó, chà chà hoài á mới nổi hột đó. Không phải, không tư, anh chưa thấy đâu. Vô tới chỗ học hả? Cái nổi nguyên cái sắp hết nguyên cái mặt nữa. Nổi hết. Đúng rồi, chị My còn hiểu được chuyện đó nữa. Thôi. Mẹ bên nói là hai lần rồi đó. Hai lần rồi đó, hai lần ăn cá hồi đều bị do ăn uống bị nhiễm độc kim loại á. Cái đó là nhẹ, do mấy con cá đó nó ăn uống mấy cái nó bị dính nhiễm độc rồi ăn Phật vô bị độc. Nếu mà hả tẩy tế bào chết mà bị nổi vậy, tại sao nó phải nổi từ từ? Nó đang bị ngấm chất độc vô trong người á. Bây giờ chỉ có cách là biết gì không? Đi xuống biển ngâm cho chất độc nó đào thải qua da. Nước biển sẽ thẩm thấu vô da. Nước biển tinh khiết nha. Nước biển không tinh khiết thì sẽ bị nhiễm độc nặng hơn. Nước biển trở về đó. Bây giờ chúng ta đã đến nhà của bạn người cá Nori. Chà, không khí sinh nhật ở đây vui quá ha. Chào người cá ba nha. Chào người cá mẹ ha. Dạ, chào các chị. Yeah. Linh đình luôn. Xin chào. Quên lấy quà vô cho bạn. Trời ơi, một đống quà mình để ngoài luôn. Đem sắc đỏ. À, sinh nhật. Bong bóng luôn kìa. Quà của chú là nhỏ nhất trong đây. Anh cá ơi. Dạ.
Còn mãi lưu ri. Bà ngoại cũng bài thi. Còn mãi lưu ri đây ạ. Chào bà ngoại Messi. À, bà ngoại Messi, còn bà ngoại lưu ri đây. Dạ. Đây. Đây hả? Dạ. À. Dạ đúng. Mừng sinh nhật bạn người cá Nori, chúng ta sẽ đi bơi. Dạ, sẽ đi bơi ở đâu đây? À, ra sôi. Chính xác. Rồi các bạn ơi, hôm nay là sinh nhật của bạn người cá Nori, thì Tion đến cái hồ bơi này là ở đâu vậy? Thành Trung. Ồ, ở đây có rất nhiều bạn đang đi bơi ở đây nè, đúng không? Chào các bạn nha. Hôm nay sẽ có mặt của Tiêu và các bạn trong hội người cá. Ồ, chào các em. Hôm nay mình đến đây bơi, em thấy cảm giác như thế nào ạ? Sôi động, mình là người đặc biệt nhất trong này. Yeah. Rồi phỏng vấn mấy bạn ở đây đi, mấy em đi bơi ở đây lâu chưa? Còn em? Mẹ ơi, rồi lên lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bơi trong khoảng cách ở đây ha. Từ đây qua bên đây ha. Để chừa cái khoảng bên đây cho mọi người bên đây bơi ha. Ở đây là 1m6. Sinh nhật của bạn người cá Nori nè, nên Tương đến cái hồ bơi này để bơi chung với mấy bạn người cá ở đây nha. Thì bây giờ bạn người cá Nori vui chưa nè? Bạn ấy đã xuống nước và đang quẩy tung tăng trong nước. Còn em? Người cá Messi. Không có biến hình người cá hả? Ô, các bạn này bu lại đông vậy? Có muốn hỏi Tion gì không? Bơi song song. Bơi song song nha, từ đây qua bên kia. Rồi, hôm nay giới thiệu với các bạn đây là người cá mới nữa đây. Dạ, em chào chị. Chị tên gì? Giới thiệu với mấy bạn đi chị. Dạ, em tên Phú, là dì của người cá Tây. Dạ. Rồi, giờ chị thành người cá là mấy bạn sẽ kêu chị là bạn luôn á nha. Dạ. Không còn phân biệt nữa. Dạ. Rồi, bây giờ là Tiêu sẽ hướng dẫn cho bạn người cá Phấn tập khởi động bằng chân ha. Thank you.
Làm xuống đúng không?